nhìn biển số xe đoán chính xác 90% vận mệnh giàu, nghèo của một người. Biển số xe không chỉ đơn giản là một công cụ giúp cảnh sát kiểm soát hoạt động của các loại xe đang hoạt động, mà thông qua nó chúng ta còn có thể biết trước vận mệnh tương lai của chủ nhân. Có nhiều phương pháp khác nhau để đoán biết được tương lai, có thể bạn chưa biết nhưng thông qua biển số xe bạn có thể biết trước được vận mệnh tương lai của mình. Cách tính như sau, cộng tất cả các số thứ tự đăng ký, gồm 4 hoặc 5 chữ số tùy loại, trên biển số xe của bạn. Chẳng hạn biển số xe của bạn là 69T37060, ta sẽ có 7 cộng 0 cộng 6 cộng 0 bằng 13, tiếp theo ta có 1 cộng 3 bằng 4. Sau đó tìm con số tương ứng dưới đây bạn sẽ biết được một phần về vận mệnh của mình. Số 1 là con số của sự khởi đầu, biểu hiện cho sự sinh sôi, nảy nở nên luôn mang đến cho gia chủ những điều mới mẻ, tốt đẹp. Nên bạn thường gặp nhiều thuận lợi khi tìm kiếm công việc hay bắt đầu kinh doanh. Số 2 là trong phong thủy, số 2 được xem là một con số đẹp, nó là con số tượng trưng cho sự cân bằng, hạnh phúc. Thông thường chúng ta thấy người ta thường trưng các loại đồ vật thành từng cặp. Mặc dù bạn sẽ không quá giàu có nhưng cuộc sống gia đình sẽ luôn êm ấm, hạnh phúc. Số 3 là trong dân gian thường nói vững như kiềng ba chân. Nếu tổng các số trong biển số xe của bạn là con số 3, cho thấy bạn là người kiên định, luôn tin tưởng vào quyết định của mình, luôn muốn nắm chắc vị trí của mình ở nơi làm việc. Vì bạn là một người có khả năng, quyết đoán nên khó ai có thể làm lung lay vị trí của bạn. Số 4 do hai đôi hình thành nên, những tưởng sẽ mang lại nhiều điều tốt lành cho chủ nhân, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Con số này là con số kém may mắn. Người sở hữu biểu số xe có tổng số là 4 thì cuộc đời lận đận, khổ cực cho đến tuổi trung niên mới có sự thay đổi. Số 5 trong phong thủy, số 5 là một con số cực tốt, nó tượng trưng cho uy tín và quyền lực. Những người sở hữu biển số xe có tổng là con số 5 là người có một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. Họ thường là những người có chức vị cao, được nhiều người kính nể. Số 6. Con số tượng trưng cho sự tài lộc, từ lục, khi đọc lệch sẽ thành từ lộc. Con số này sẽ đem đến cho chủ nhân nhiều tài lộc và may mắn. Nếu kết quả của bạn là 6, trong cuộc sống dễ gặp thành công và được nhiều người giúp đỡ. Số 7. Theo những truyền thuyết cổ xưa, số 7 là nguồn gốc hình thành vạn vật, đem lại sự sống cho con người nên nó có sức mạnh to lớn. Vì vậy, khi kết quả cho ra con số này cho thấy cuộc sống của chủ nhân luôn yên bình, ít gặp sóng gió, trở ngại. Số 8. Khi phiên âm thành từ Hán Việt, số 8 sẽ được đọc là bát và khi đọc lệch sẽ thành phát trong phát tài. Cho nên, con số này sẽ mang đến cho chủ nhân nhiều vận may về tiền bạc, một cuộc sống an nhàn, phú quý. Số 9. Đây là con số tượng trưng cho những điều hạnh phúc, tốt đẹp, nó tượng trưng cho sự vĩnh hằng, đẹp đẽ. Sở dĩ con số này được mọi người yêu thích vì nó thể hiện sự viên mãn, toàn vẹn. Số 0, khi tính được kết quả là số 0, có nghĩa là trong cuộc sống bạn thường kém may mắn, gặp nhiều khó khăn. Dù có cố gắng, nỗ lực hết mình cũng không sẽ bị lu mờ so với những người xung quanh. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng vì con đường tiền bạc và tình yêu sẽ không có nhiều trắc trở.